Bạn nào đã có đáp án rồi thì mau chóng chúng ta comment ra, chúng ta chat ra ngay, đưa ra đáp án ngay nha. Rồi, chúng ta vào sửa ha. Đối với lại cái phần 6 này, chúng ta tốt nhất là chúng ta cứ đọc từ trên xuống dưới để chúng ta hiểu cái đã. Rồi, to Sunny Pal. Rồi, từ cái người nào thì thông tin nè. Từ người này gửi tới người này. Cái ngày nè, cái chủ đề là về cái order 491011 gì nè. Dear Mr. Bai, thank you for your recent order. Thì cái người gửi là cái người bán hàng chấm chấm. The Ten Linen Suit. The Ten Linen có nghĩa là cái bộ cơm lê, cái bộ suit á, với cái chất liệu ten linen mà ông order thì unfortunately not available in your size at this time. We do have the same style in stock in light gray. Thì ở đây chúng ta chọn cái đáp án phù hợp là although, là mặc dù rằng là cái suit này nó hết hàng ở cái size của ông rồi, nhưng mà chúng tôi có cái có một cái sẵn một cái suit màu khác nhưng mà có cùng một cái phong cách. Rồi bây giờ câu 132, câu 132 là câu điền câu thì chúng ta sẽ để sau chúng ta làm, bởi vì đối với câu điền câu mặc định là nó sẽ không ảnh hưởng tới ý của toàn bài, cho nên chúng ta cứ đọc tiếp để một hồi chúng ta hiểu trước cái đã rồi chúng ta quay lên. If you order now, nếu mà ông đặt hàng bây giờ, we can offer 15% discount on the suit. Chúng tôi có thể cho ông 15% giảm giá trên cái bộ vest đó. As well, free shipping on your gì? Free shipping on your order thì chúng ta cứ dịch vào. Ready là sẵn sàng, general là chung, entire là tất cả và thorough là xuyên suốt. Rồi, thì ở đây chúng ta chọn cái đáp án C là đáp án phù hợp. Có nghĩa là nếu mà mua cái bộ suit đó thì là free shipping trên toàn bộ cái đơn hàng luôn. So you could have the item by next week. Có nghĩa là và ông có thể là có những cái vật phẩm này được chuyển tới vào tuần sau. If you're interested, nếu mà ông quan tâm, please email our customer service department. Hãy gửi email lại cho cái bộ phận dịch vụ khách hàng và reference the order number above và nêu ra cái số đơn đặt hàng ở trên. We apologize for any inconvenience this may cause. Chúng tôi rất là xin lỗi về tất cả những cái sự bất tiện mà cái điều này nó có thể gây đến. Thì ở đây là cái câu rất là standard cho cái việc mà xin lỗi ha. We look forward to serving you and providing you with fashionable apparel in the future. Rồi là look forward to see, có nghĩa là đây là một cái cấu trúc standard, không cần phải suy nghĩ. Cuối câu chúng ta là look forward, nó là không chia gì cả, chúng tôi rất trông chờ. Còn ở đây thì nó chia là chia tầm bậy rồi, toàn là chia ở dạng quá khứ. Ở đây có nghĩa là look forward, nên là trông chờ trong tương lai. Rồi là cung cấp cho ông, phục vụ ông và cung cấp ông những cái đồ mặc rất là thời trang trong tương lai. Thì ở đây câu 132, đầu tiên chúng ta xem coi là cái chủ đề của cái này là cái gì. Cái chủ đề của cái câu liền trước là cái chủ đề là về mặt gọi là có cái đơn hàng, đặt hàng, mua bán. Thì bây giờ chúng ta coi thank you for returning them. Chưa mua, mới đặt hàng thì không thể return được. These will be available early next season. Thì cái light gray này nó nói là đã có in stock rồi thì không có gọi là will be available, là off topic ha. You may exchange your new suit for a larger size. Thì ở đây ổng chưa mua gì hết, cần gì phải đổi. Thì đáp án chính xác là we could send you one of these right away. Nó là có là in stock.
thì bây giờ nếu mà muốn thì có thể gửi ngay lập tức ha. Rồi ok, thì như vậy đây là cái đáp án, bốn cái đáp án của cái bốn cái câu đầu tiên của cái phần 6. Rồi như vậy bây giờ chúng ta có bất kỳ những câu hỏi nào, mọi người cứ hỏi ra, chat ra, comment ra để thầy có thể hỗ trợ cho mọi người. Cái tan này là có màu vàng nâu. Linen là vải vải lanh, cái vải lanh có màu vàng nâu, và chúng ta có từ apparel là trang phục, nó bằng với từ clothing nhưng mà nó sang hơn ha, nó bằng với từ clothing nhưng mà nó sang hơn, apparel, apparel. Rồi ok, như vậy bây giờ mọi người có bất kỳ những câu hỏi nào, thắc mắc gì chúng ta cứ thoải mái chúng ta chat ra hỏi hỏi ra, thầy và các bạn trợ giảng có thể hỗ trợ cho mình nha. Rồi ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp thật là nhanh để chúng ta kịp cái bài học của chúng ta. Mọi người lưu ý có bất kỳ những câu hỏi nào đừng ngại hỏi ra, thầy và các bạn trợ giảng sẽ hỗ trợ cho mọi người qua cái giao diện chat, hoặc là nếu mà chưa có dịp trả lời qua giao diện chat thì chúng ta sẽ nhận email phản hồi trực tiếp nha. Rồi ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục 4 câu tiếp theo của phần 6, từ câu 135 tới câu 138. Rồi, chúng ta cũng sẽ có 2 phút để chúng ta thực hiện 4 câu này. Rồi, 2 phút bắt đầu ha. Rồi, đưa ra đáp án đi nào. Rồi, cái câu này thầy đọc trong vòng khoảng tầm 30 giây là thầy có đáp án cho nguyên bài này rồi. Cho nên mọi người cố gắng, chúng ta phải làm thật là nhanh như vậy, như tương đương như vậy thì chúng ta mới có khả năng chúng ta làm kịp bài ở phần 7 nha. Rồi, for the first time, the Oakville Library is conducting a survey to learn how it can better. Thì ở đây chúng ta chú ý giùm cho thầy. Cái better này là tốt hơn, nó là một cái adverb thì nó cũng sẽ cần nó sẽ bổ nghĩa cho một cái động từ ở đây. Thì ở đây là can là modal verb, một cái động từ khiếm khuyết, thì đằng sau nó sẽ là một cái động từ nguyên mẫu. Thì chúng ta cái nào là động từ nguyên mẫu thì chúng ta biết rồi, meet. Rồi, lần đầu tiên cái Oakville Library tiến hành một cái cuộc survey khảo sát để tìm hiểu làm thế nào mà nó có thể meet the needs, có nghĩa là đáp ứng nhu cầu. Chúng ta thấy meet, cái cụm là meet the needs là đáp ứng nhu cầu, hoặc là meet the requirement là đáp ứng yêu cầu. Rồi, the information gathered from the survey response will have guide its 5-year plan. Thì ở đây rất là phù hợp rồi, ở đây dịch nghĩa là thấy liền. Thì Oakville Library này là
một cái library là một cái thư viện, cho nên chúng ta dùng cái sở hữu cách của sở hữu của cái từ is là is thêm s vào. Rồi câu 137 là một cái câu điền nguyên câu thì chúng ta để sau ha. Chúng ta làm câu 138. The survey can be completed online at cái khảo sát này có thể được làm online. Visitor can also pick up a chấm chấm of this form at the circulation desk on the first floor. Thì đây chúng ta sẽ ghép cái gì đây? Pick up một cái bảng của cái mẫu khảo sát này thì chúng ta biết ngay đó là a copy of this form. Rồi như vậy bây giờ tới câu 137, đối với lại những cái câu mà điền nguyên một cái câu vào chỗ trống như vậy, chúng ta xem cái chủ đề của cái câu ngay trước nó. The information gathered from the survey response will have guide its 5-year plan. Cái thông tin được thu thập từ cái bản khảo sát sẽ giúp là định hướng cho cái kế hoạch 5 năm của cái library này. Rồi như vậy bây giờ cái chủ đề là cái kế hoạch. Thì ở đây chúng ta sẽ xem coi những cái chủ đề nào up to biết với cái kế hoạch ha. The questions are the same as those used 5 years ago. Có nghĩa là câu này ráp vô rất là chớt quớt, những cái câu hỏi được sử dụng là giống như 5 năm trước, không phù hợp với ngữ cảnh. Patient, những khách quen của thư viện are welcome to the event. Cái này không phải là một event gì cả. Membership will be renewed after 5 years. Đây là chủ đề về membership, không chính xác. Ở đây nó chỉ nói là đáp án D. This plan covers programming services and materials. Có nghĩa là đây là một cái đáp án phù hợp của chúng ta nhất. Rồi, như vậy đáp án câu 137 của chúng ta là đáp án D. This plan covers programming services and material. Cái kế hoạch này nó sẽ bao gồm là chương trình nè, những cái dịch vụ và những cái tài liệu trong thư viện này. Rồi, đó là cái đáp án phù hợp của chúng ta. Câu 138 thì đáp án D là copy. Copy là một cái bản sao. Thì thường thường khi mà chúng ta nói về một cái bản sao tài liệu hay bất kỳ một cái bản sao gì đó về mặt gọi là giấy tờ thì chúng ta nói là copy. Thì từ vựng chúng ta có những cái từ như sau. Circulation desk là quầy lưu niệm, quầy lưu hành, nơi mượn trả gia hạn sách ha. Circulation desk. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đi qua câu 139 tới câu 142. Thì cái bài này chúng ta cũng sẽ có 2 phút. Rồi ok, 2 phút của chúng ta bắt đầu. Chúng ta cố gắng chúng ta làm trong vòng 1 phút 30 giây là rất là tốt. Rồi ok nha, 2 phút bắt đầu.
Rồi, mọi người đưa ra đáp án cho thầy cờ nào. Ok. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ vào trả lời ha. Rồi, như vậy thì mọi người lưu ý giùm cho thầy. Câu 139, khi mà cái đoạn mà điền chỗ trống mà ngay ở đoạn đầu thì nói chung là nó là thường thường nó là một cái câu mà sẽ bao ý toàn bài. Cho nên là chúng ta vẫn để chúng ta làm sau. Bây giờ chúng ta sẽ vẫn cứ làm ở những cái câu tiếp theo cái đã. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc Starting this April, bắt đầu từ tháng 4 này, cái tàu mà tốc hành, những cái tàu tốc hành từ Bắc Nam will no longer be stopping at Green Street, sẽ không còn, will no longer là sẽ không còn dừng tại cái ga của cái đường Green Street nữa. Cái ga của đường Green Street, this will affect the express service only. Đây là cái việc này chỉ có ảnh hưởng tới cái dịch vụ tốc hành mà thôi, local train service. Cái dịch vụ tàu địa phương là sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn ở tới tất cả những cái đường cái nhà ga ở trên cái đường tàu Bắc Nam này. Rồi, chấm chấm. Câu 140 thì chúng ta nói cái gì? Có nghĩa là ở đây nó nói là ở trên á, thì nó nói là dịch vụ tàu tốc hành thì sẽ không dừng ở cái Green Street Station, nhưng mà ở dưới nói là sẽ tiếp tục gọi là dừng ở tất cả những cái trạm ở trên đường Bắc Nam, bao gồm luôn cái Green Street Station là đáp án phù hợp với chúng ta. Bởi vì chúng ta chọn những cái đáp án khác thì đưa vào nó không có phù hợp. Regarding là về, added to là thêm vào, given that là cho cái lý do đó. Rồi, câu 141. Additionally, we would like to remind. Rồi bây giờ, tiếp theo please speak with conductor or visit our website if you have any question. Rồi, hãy nói với những người điều khiển hoặc là xem qua cái website của chúng tôi nếu mà có bất kỳ những câu hỏi gì. Additionally, thêm vào đó we would like to remind passenger to be chấm chấm to order at on time. Rồi, thêm vào đó chúng tôi muốn nhắc nhở rằng là hành khách hãy chấm chấm với những cái người khác ở trong mọi lúc. Thì bây giờ chúng ta sẽ dịch bốn cái này. Rồi, mấy cái này nó đều gọi là đi với lại cái giới từ to, cho nên là chúng ta khó xác định lắm. Adjacent to có nghĩa là đứng gần nè. Rồi, incompatible có nghĩa là không tương thích nè. Polite là lịch sự nè. Frequent là thường xuyên. Thì cái đáp án phù hợp nhất ráp vào nó có nghĩa nó ok nhất là cái đáp án về mặt lịch sự. Rồi, additionally, chúng ta muốn nhắc nhở hành khách là hãy lịch sự với tất cả mọi người, với những người khác trong mọi thời điểm. An increasing number of passenger có nghĩa là một cái con số gia tăng của những cái hành khách. Are expressing irritation là bày tỏ cái sự gọi là bực bội. With the level of, với cái level of gì? Với cái tần số, gọi là với cái mức độ của cái việc gì đó. Chấm chấm. Thì đây chúng ta có mức độ của noise là tiếng ồn nè, expense là chi phí nè, precision là sự chính xác nè, personnel là nhân sự nè. Thì đáp án phù hợp của chúng ta chỉ có thể là cái bực mình về cái level của cái noise, của cái âm thanh này. Thì đáp án phù hợp của chúng ta là đáp án A. Hãy giữ gọi là hãy giữ cho những cái người xung quanh của mọi người cảm thấy bình thản, và hãy giữ cho cái mức độ sử dụng điện thoại là thấp nhất khi mà bạn ở trên cái tàu. Thank you for your cooperation and for riding with Montego Metro. Rồi, ok. Như vậy bây giờ chúng ta quay lại câu 139. Thì cái này, nguyên cái này nó nói về cái chủ đề gì? Montego Metro is announcing a fare increase. Đọc nguyên bài không thấy có. Know that Green Street Station will soon close. Rồi. Rồi. Cái Green Street Station này nó không có close mà chỉ có chuyến tàu không dừng thôi. Đây đáp án không phải. New station facility are available on this line. Không thấy nói cái gì về mới cả. Please be advised of a change to a train service. Thì ở đây là một cái đáp án. Hãy chú ý rằng là cái có một cái sự thay đổi trong cái dịch vụ tàu, thì đây là một cái đáp án phù hợp nhất của chúng ta. Đáp án câu 139 đi, câu 140 B, câu 141 C và câu 142 là A. Rồi chúng ta có những cái từ vựa, những cái cấu trúc như sau. Please be advised, chúng tôi xin thông báo về việc starting this, danh từ chỉ thời gian là bắt đầu từ. Rồi linking verb là continue, seem, look cộng với adjective
tiếp tục có vẻ trông như thế nào đó. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục qua câu 143. Câu 143 đến câu 146. Mọi người cũng sẽ có 2 phút để chúng ta làm cái bài này ha. Rồi, 2 phút bắt đầu. Rồi, chúng ta mau chóng chúng ta đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào chúng ta sửa ha. Rồi, ok, như vậy bây giờ để làm cái bài này thì bây giờ chúng ta sẽ đọc ha. Chúng ta sẽ đọc đầu tiên như vẫn như là chúng ta đọc mọi cái lá thư trước thì chúng ta xem coi cái thông tin ai gửi cho ai. Dear Mr. Nishat, I'm writing to invite you to participate in the India Material Engineering Association MA trade show this year. Có nghĩa là tôi viết cái thư này để mời bà tham dự vào cái chương trình gọi là cái gì ta? Đây gọi là trade show. Là giống như một cái buổi mà mọi người trưng bày sản phẩm, trưng bày thương mại. As always, this event will provide opportunity for networking. Thế đây chúng ta thấy bốn cái đáp án này như nhau thì đây là một cái đáp án về chia loại từ opportunities. Ở đây là một cái verb, đây là một cái noun thì chỗ này phải cần một cái adjective để chúng ta bổ nghĩa cho cái opportunity này. Thì ở đây cái nào không phải là adjective chúng ta loại thì là extend nè, extends nè, extensively nè. Thì đáp án chỉ còn lại là đáp án extensive. Như thường lệ cái sự kiện này sẽ cung cấp những cái cơ hội rất là mở rộng cho cái việc gọi là thiết lập mối quan hệ networking. Many vendors have already reserved booth. Rất là nhiều những cái nhà gọi là những cái người bán đã đặt những cái booth rồi. Tuy nhiên, there are other ways to your company. Other ways còn những cách khác để to more promote quảng bá monitor là theo dõi, construct là xây dựng, rồi negotiate là đàm phán. Thì chúng ta có cái đáp án phù hợp là cái đáp án promote là phù hợp nghĩa nhất là quảng bá công ty. Còn những cách khác để quảng bá công ty, those who are sponsor for meeting, ai mà gọi là sponsor sẽ tài trợ
cho cái cuộc gặp mặt, hoặc là provide refreshment. Refreshment này là một cái đồ ăn thức uống nhẹ, sẽ được gọi là special, receive special acknowledgement, có nghĩa là sẽ được sự công nhận đặc biệt. Rồi, enclose là đính kèm, please find information regarding the trade show. Hãy thêm đính kèm là cái chương trình, về cái thông tin về cái chương trình này. It include pricing. Pricing gì? It include pricing details là chi tiết về mặt giá cả. Rồi, pricing detail for reserving a booth, placing ads and sponsoring event. Giá cả cho việc là đặt một cái booth, đặt quảng cáo hoặc là tài trợ cho sự kiện, in addition to a list of past participants, và đính kèm là cái danh sách của những cái người tham gia năm trước. Rồi chấm chấm. Câu 146 thì nó nằm ở một cái đoạn khác, thì có nghĩa là nó sẽ kết nối thông tin với lại cái câu này. If you have any question, please contact me by email, thì nó nói chuyện về cái việc là contact. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ ráp vào thử. We hope you decide to join us this year. Chúng tôi hy vọng rằng là bà sẽ quyết định tham gia với chúng tôi năm nay. Nếu mà có bất kỳ những question gì, please contact by email, thì cái đáp án này nghe nó phù hợp. We have placed your ad in the brochure. Cái này là mời tham dự thôi chứ chưa có book gì hết, thì không thể nào mà đặt ad ở brochure được. Your participation in the event will be at no cost, là cái này là sai. Bởi vì ở đây nó có cái gọi là pricing detail rồi. Presentation is scheduled for the first day, thì chưa có cái thông tin gì cụ thể hết mà đã nói về cái presentation là không hợp lý. Cái đáp án A là cái đáp án chính xác, bởi đây là một cái thư mời. I'm writing to invite you to participate in the event. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ lướt qua những cái từ vựng. Rồi, đây là những cái đáp án của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có những cái từ vựng, có những cái cấu trúc như thế nào. Enclose, leave find something là gửi kèm bức thư, là at no cost, miễn phí. At somebody cost là do ai chi trả. Rồi, vendor là người bán hàng, doanh nhân. Booth là rạp, lều. Refreshment là đồ ăn thức uống nhẹ. Acknowledgement là lời cảm ơn, lời ghi nhận. Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta bước qua một cái phần cam go hơn, đó là cái phần 7. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ có một cái nghỉ giải lao nhanh, trong vòng khoảng 1 phút. Mọi người tranh thủ, nếu mà chúng ta khát nước hoặc là cần đi vệ sinh gì đó thì chúng ta sẽ nghỉ cái thời gian này trong vòng khoảng 1 đến 2 phút để chúng ta chuẩn bị tinh thần tốt nhất, để chúng ta tiếp tục cho buổi học phần 7 rất là cam go. Rồi, ok. Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị, chúng ta sẽ tiếp tục bước vào phần 7 nha.
Ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua phần 7. Thì để phần 7 chúng ta được giải nhanh và hiệu quả thì như thầy nói là cái cách làm bài cho phần 7 chỉ là quản lý thời gian thật là tốt, và quản lý thời gian bằng cái cách là nó có bao nhiêu câu hỏi, cái bài đọc đó có bao nhiêu câu hỏi thì chúng ta dành bấy nhiêu thời gian cho nó. Rồi ok, chúng ta lưu ý dùm cho thầy rằng là cái diện tích slide thì nó hơi nhỏ và cái nội dung phần 7 thì nó nhiều, cho nên nếu mà chúng ta thấy không rõ thì thầy khuyến khích mọi người nên tải cái slide về hoặc là cái file PDF về chúng ta xem kèm ha. Rồi ok, như vậy cái phần 7, cái bài 7 đầu tiên này chúng ta sẽ có 2 phút để bắt đầu. Rồi 2 phút bắt đầu. Rồi chúng ta mau chóng chúng ta đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Đối với những cái bài như vậy mọi người lưu ý thì đây có hai câu hỏi, chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước khi mà chúng ta sẽ vào chúng ta đọc bài đọc. Đối với những cái bài đọc ngắn như vậy thì mọi người đừng có phân biệt câu nào trước câu nào sau cái đã. Chúng ta cứ đọc hết nguyên một chúng ta sẽ đọc hết nguyên một cái bài, sau đó chúng ta vào chúng ta ưu tiên cái câu hỏi sau. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đọc câu hỏi trước. What is not stated requirement for the job? Thì cái câu này chúng ta biết là chúng ta phải đọc nguyên một cái đoạn để chúng ta hiểu và chúng ta xem coi cái điều gì nó không mention ha. How long will the job last? Có nghĩa là cái công việc này nó sẽ kéo dài bao lâu? Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc. Chúng ta sẽ chú ý corporate trainer wanted, có nghĩa là cái người gọi là huấn luyện cho tổ chức, thì cần cái người huấn luyện cho tổ chức. Rồi, San Francisco based logistical advisor, cái này là cái tên công ty ha. Tìm kiếm energetic person with strong public speaking skill, tìm một người có cái khả năng gọi là nói chuyện trước đám đông, có kỹ năng nói chuyện trước công chúng, phát biểu trước công chúng á, public speaking mà rất là strong, nghe rất là mạnh. To serve as a temporary replacement là để thay thế cho một cái vị trí tạm thời của một cái nhân viên là đang phải nghỉ phép. Logistics delivering, đây là cái thông tin gọi là về cái logistics. Logisto cung cấp những cái lớp huấn luyện ở trên cái về cái lĩnh vực gọi là an ninh trên trên internet với những cái large financial institution, là những cái tổ chức tài chính lớn và những cái công ty bán lẻ trên toàn cầu.
The successful applicant will be responsible for assisting with training session throughout Latin America. Có nghĩa là những cái ứng viên mà thành công apply vào sẽ chịu trách nhiệm là hỗ trợ những cái session, những cái buổi huấn luyện trên khắp vùng Nam Mỹ, Latin American. Although the session are delivered in English, mặc dù là những cái buổi huấn luyện này được được nói bằng tiếng Anh, tuy nhiên proficiency in Spanish is necessary for the job, là thành thạo tiếng Tây Ban Nha là cần thiết cho công việc này. At least 1 year experience as corporate trainer in any field is desirable, highly desirable. Highly desirable là được đánh giá cao, được mong muốn. Rồi, ít nhất 1 năm kinh nghiệm với cái vai trò là người huấn luyện cho tổ chức ở trong bất kỳ lĩnh vực nào thì được đánh giá cao và được gọi là được ưu ái. The work assignment is for 6 months. Rồi, cái công việc này sẽ kéo dài 6 tháng. The first 2 weeks to be spent at Logistics Headquarters for initial training. Có nghĩa là 2 tuần đầu tiên sẽ đóng tại cái trụ sở của Logisto để training ban đầu. Những cái ứng cử viên gọi là quan tâm tới thì hãy submit cover letter resume to cái email này từ trước ngày 1 tháng 3. Rồi như vậy câu 148 chúng ta sẽ trả lời trước, bởi vì câu này nó rất là dễ. How long will the job last? Thì chúng ta thấy rõ ràng là 6 months. Rồi ok, experience working in financial institution. May mắn thay gặp câu đầu thì đây là câu not mentioned rồi. Cái câu chính xác của người ta mention là at least 1 year of experience as corporate trainer in any field. Có nghĩa là trong lĩnh vực nào cũng được, chứ không phải là chỉ là cái lĩnh vực gọi là financial institution. Đây là cái câu mà nó không mention. Thì cái câu này không đúng thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án này. Đối với lại cái câu not thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án nào mà không đúng hoặc không được đề cập ở trong bài. Những cái này, ability to speak more than one language, thì language mà yêu cầu là gì? Đó là Spanish ha. Willingness to travel internationally. Thì đây chúng ta thấy là cái training session sẽ diễn ra ở Latin America, khắp Nam Mỹ luôn. Public speaking skill, cái này đã nói ngay từ đầu rồi. Thì như vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A và đáp án C. Rồi cái bài này mọi người chú ý dùm cho thầy. Cấu trúc nè, to be for, khoảng thời gian kéo dài trong khoảng thời gian đó. To be for cộng khoảng thời gian ha. Từ vựng proficiency là sự thành thạo, tài giỏi điều gì? Desirable, đáng mơ ước, đáng ao ước, đáng trông đợi. Desire là mong muốn. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục. Chúng ta sẽ có 2 phút để chúng ta đọc qua cái đoạn chat này. Mọi người lưu ý rằng là những cái bài này nó rất là dễ dàng để chúng ta có thể làm dưới 2 phút ha. Rồi, ok. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc câu hỏi và sau đó chúng ta có 2 phút để chúng ta đọc qua những cái đoạn chat này và chúng ta trả lời câu hỏi cho thầy. 2 phút bắt đầu.
Ok, đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Cái này nó khá là dễ thì chúng ta và ngắn nữa. Nên chúng ta đọc từ trên xuống dưới và sau đó chúng ta trả lời câu hỏi cũng được. Nhưng mà luôn luôn chúng ta vẫn phải đọc câu hỏi trước. What does Miss Calamas mean when she writes? Absolutely. Thì đây là một cái câu mà hỏi về cái ý. Cái ý của người ta khi mà người ta trích dẫn một cái câu hoặc là một cái đoạn là như thế nào? What type of business does Mr. Higa most likely work? Thì cái loại hình mà công ty mà cái bà Higa này có khả năng làm việc cho nhất là cái loại hình công ty gì? Thì đây là một câu hỏi tổng hợp thông tin. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta đọc Kogi Higa thì chúng ta biết đây là cái thông tin, cái đoạn chat của bà. Hi Sue, I'm on the train headed to my meeting in New Hurst tomorrow, but I left the schedule on my desk. Can you help? Rồi, Sue, absolutely. Rồi, ở đây thì nói gì? Hi Sue, I'm on the train headed to my meeting in New Hurst. Tôi đang trên cái tuyến tàu mà đến cái buổi họp của tôi ở New Hurst ngày mai, nhưng mà đã để quên cái lịch trình ở trên bàn rồi. Can you help? Thì ở đây đối với những cái câu trích dẫn này, chúng ta sẽ đọc cái câu liền trước cái câu đó, can you help. Thì ở đây người ta nói là cái bà Sue Calama này nói là absolutely, có nghĩa là đồng ý với cái việc giúp. Và giúp ở đây là giúp cái gì? Bà nói tiếp, great, let me know when you found it. When you found it. Rồi, let me know once you found it. Thì ở đây là hãy cho tôi biết một khi mà bạn tìm thấy nó. Rồi, ok, I have it. What do you want me to do with it? Rồi, Sue Kalama mới nói lại. Ừ, ok, tôi có nó rồi. Bây giờ mày muốn tao làm gì với nó? Can you scan the schedule and attach to an email? I'll print it later for my hotel, so I have the meeting detail for the new author. Đây là cái câu giúp cái ý giúp chúng ta trả lời câu 150. Who have signed contract with us? Cô có thể gọi là scan sao sao lại cái scan lại cái lịch trình và đính kèm tới email hay không? Tôi sẽ in nó ra khi mà tôi đến khách sạn để tôi có cái chương trình gọi là chi tiết cho cái buổi họp với cái tác giả mới mà người mà đã ký hợp đồng với chúng ta. Thì cái công ty nào ký hợp đồng với tác giả thì đó có thể là công ty về xuất bản sách ha. Sue Kalama, no problem. Koshihira, thank you. Rồi, câu 149, at 103 p.m. What does Miss Calama mean when she drive? Absolutely. Thì thứ nhất chúng ta sẽ đọc she happy that Mr. Higa contacted her. Rồi, không đúng. She's willing to assist Mr. Higa là đáp án phù hợp của chúng ta, là đồng ý để giúp đỡ. For what type of business does Mr. Higa most likely work? Thì cái loại hình business nào? Đó là cái loại hình về a publishing company. Đó là cái loại hình về công ty. Đó là cái loại hình về công ty xuất bản ha. Rồi, ok. Thì cái đoạn này nó quá dễ rồi, thầy không cần phải giải thích nhiều. Mọi người cần chú ý như vậy thôi. Head to somewhere, to be headed to somewhere là hướng đến, đang đi đến cái nơi nào đó. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một câu có hai câu hỏi. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có 2 phút nha. Mọi người chú ý chúng ta làm nhanh trong vòng 2 phút thì rất là tốt. Rồi, 2 phút bắt đầu.
Rồi chúng ta đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Ok, chúng ta sẽ vào sửa nhanh nha. Who most likely emitter Burris? Thì chúng ta thấy xuất hiện tên. Chúng ta trong quá trình đọc, chúng ta phải chú ý tới cái tên này. What does the document indicated about Miss Goldbat? Rồi, Miss Goldbat. Thì bây giờ cái tài liệu này nó đề cập gì đến cái cô Goldbat? Thì bây giờ chúng ta xem coi, khi mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ chú ý từ trên xuống dưới, từ những cái chi tiết bự nhất tới những cái chi tiết nhỏ nhất ha. Browning Shoes Repair, công ty sửa chữa giày Browning. Rồi, order number, drop off day, cái ngày mà để lại. Customer, thì chúng ta thấy xuất hiện cái tên đầu tiên, Janice Goldbat, là customer. Chúng ta biết bà này là khách hàng. Contact number, gọi là cái số điện thoại của bà. Shoe description, style, có nghĩa là lady dress shoe, giày gọi là đi tiệc của phụ nữ. Size 7, color black. Requested repair, fix broken heel, là cái gọi là cái gót của nó bị gãy. Ready by November 14. Rồi, repair a size 2, Jack Burress. Thì bây giờ chúng ta thấy cái tên Burress thì chúng ta biết cái ông này là cái người sửa giày cho bà. Rồi, note, chú ý, apply 10% frequent customer price reduction, giảm giá 10% cho khách hàng thường xuyên. Order will be picked up by Harry Silver. Cái đơn hàng này sẽ được gọi là nhận bởi Harry Silver. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc. Who most likely Mr. Burress? Mr. Gold, Miss Goldbat assistant. Chắc chắn là không phải rồi. Ổng là không phải là trợ lý mà là cái người sửa giày. A department store salesperson, cái salesperson thì không đi sửa giày ha. An employee at Browning's, đây là một cái đáp án phù hợp của chúng ta. Đây là một cái đáp án nói chung nhất. Cái người sửa giày ở trên cái công ty giày này thì phải là nhân viên của cái cửa hàng giày này rồi. A delivery person, không chính xác. What does the document indicated about Miss Goldbat? Chúng ta đọc ha. She's ordering a new black dress. Đáp án không phù hợp. Cái black và cái chữ dress này nó xuất hiện ở trong cái bài là mô tả cái đôi giày. She will receive discount là đáp án phù hợp của chúng ta. Bởi vì ở đây chúng ta thấy là 10% frequent customer price reduction là giảm giá 10% cho khách hàng thường xuyên. Thì khi mà thầy đọc cái bài này thì thầy đoán chắc rằng thông tin nó đâu, nó xuất hiện ở trong phần note. Cái phần chú ý, cái phần note thường thường là người ta hỏi trong đó, hoặc là những cái là dấu sao nhỏ nè, người ta cũng hay nói trong đó. Những cái từ in nghiêng hoặc là in nhỏ đều có cái thông tin. Rồi, she will visit Browning on November 14 là không đúng ha. She is attending a special event on November 5th cũng không đúng luôn. Chúng ta chọn đáp án 152B. Rồi, như vậy chúng ta có từ vựng drop off day là ngày giao hàng. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp một câu. Đó, hai câu hỏi tiếp theo. Thì ở đây đối với lại cái đề mà vừa mới cập nhật thì mặc dù nó sẽ cho mọi người nhiều câu hỏi hơn, nhưng mà nó cũng sẽ cân bằng lại với cái số lượng hai câu hỏi nhiều hơn cho chúng ta, để chúng ta có thể dễ dàng làm được bài. Tuy nhiên, đối với thầy vẫn luôn nhắc nhở mọi người là đây là trong cái quá trình chúng ta làm bài, chúng ta sẽ cứ làm theo thứ tự. Tuy nhiên, mọi người lưu ý rằng là khi mà chúng ta làm bài, chúng ta nên chọn những câu nào, cái đoạn văn ngắn mà có nhiều câu hỏi nhất. Thì ở đây chúng ta thấy ở đây có hai đoạn văn mà cái lượng cái ở đây có hai câu hỏi mà cái bài văn với lại cái bảng biểu rất là dài. Thì nếu mà thầy vào thi thật, thầy sẽ để cái câu này làm sau ha. Rồi sau khi thầy coi còn ở câu nào dễ ăn trước, thầy ăn trước cái đã, thầy chừa cái cục khó xơi sau ha. Rồi, ok, bởi vậy bây giờ chúng ta sẽ cứ tiếp tục, chúng ta làm cái này trong vòng 2 phút nha.
Rồi mọi người đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Rồi thầy luôn luôn nói mọi người chống chỉ định những cái bài mà nó vừa ngắn nhưng mà nó lại có cái gọi là cái bài gọi là ít câu hỏi nhưng mà cái bài đọc lại dài và đặc biệt là khó. Rồi ok, cái bài này khá là khó ha. Why is Mr. Bremen writing this email? Rồi tại sao ông Bremen này viết email này? What is indicated about the product packaging? Thì bây giờ chúng ta phải coi cái product packaging ha. Đối với cái bài dài như vậy, thầy khuyến khích cái cách mà mọi người làm á, thì chúng ta xem coi là cái cách cái chi tiết cụ thể như thế nào. Rồi, please see the requested breakdown below. The proposal electronic truck line will be made a parts produced by our own factory unless otherwise noted. Rồi hãy xem cái chi tiết mà gọi là cái chi tiết bên dưới được yêu cầu bên dưới cái dòng xe điện mà được đề xuất sẽ được làm từ những cái phụ tùng sản xuất bởi những cái nhà máy của chúng ta trừ khi có cái điều gì đó thay đổi được thay đổi. They will be appropriate for children over the age of 5 and controlled by small handsets. Có nghĩa là nó sẽ phù hợp với lại trẻ nhỏ trên 5 tuổi và được sử dụng và được điều khiển bởi một cái thiết bị cầm tay nhỏ. Through this is not my area of expertise, mặc dù đây không phải là cái chuyên môn của chúng tôi. I personally invite this product selling well through department store. Có nghĩa là tôi nhìn thấy được cái sản phẩm này sẽ bán tốt thông qua kênh department store. Once you consider the estimated outlay, I hope we can organize the meeting to decide the project feasibility and next step. Trong khi mà anh đang cân nhắc về cái gọi là cái dự tính, cái outlay là cái vẻ ngoài dự tính. I hope we can organize a meeting, có nghĩa là tổ chức một cái cuộc họp để quyết định cái tính khả thi của cái project và những cái bước tiếp theo. Rồi, ok, cái ông này best regard, Anton Brennan, Production Manager. Rồi, ông này là Production Manager, gửi cho Andrea Land, Director. Rồi, mục đích của cái email này là cái gì? To ask for a review of proposed cost là đáp án phù hợp của chúng ta. Mới vào đầu tiên chúng ta đã gặp cái đáp án đúng rồi, ha. To report a problem with product pricing không đúng, argue an increase on a budget không đúng, to support bid from a product manufacturer không đúng. Thì bây giờ đây là cái bảng. Chúng ta đọc thì chúng ta biết đây là chi tiết từng những cái chi tiết. Thì để trả lời câu 154 một cách nhanh chóng, chúng ta không cần đọc hết tất cả những chi tiết này. Chúng ta chỉ đọc chi tiết về packaging thôi. Cái packaging chúng ta thấy cardboard packaging có nghĩa là cái hộp bằng giấy. Nó device là được chế tạo và được lắp ráp bởi cái supplier promoted. Có nghĩa là cái nào indicate về cái này. Có nghĩa là cái hộp này nó sẽ được bên cái supplier lo luôn. Is it decorated with color appropriate for children? Nó được trang trí với màu sắc phù hợp với trẻ em. Không có thông tin. Is it made from recycled department store packaging? Nó được làm từ những cái chất liệu gọi là vỏ, những cái bao bì tái chế của cửa hàng department store không đúng. It design and produced by outside vendor là đáp án chính xác của chúng ta. Nó là cái dòng chữ mà mở ngoặc in nhỏ nè. Thường thường á, mọi người đọc những cái bài này thấy cái đầu dòng chữ nào mà mở ngoặc nè, hoặc là ghi chú nè, hoặc dấu sao nè, hoặc in nghiêng nè, hoặc in đậm, những cái thông tin đó chú ý giùm cho thầy. Rồi, như vậy chúng ta có cái từ vựng nè. Breakdown là bảng liệt kê chi tiết. Envision là hình dung mường tượng. Outlay là phần kinh phí ha. Rồi, outlay là phần kinh phí. Feasibility tính khả thi. Feasibility tính khả thi. Device là chế tạo. Create là tạo ra, sáng chế. Fabricate là chế tạo, sản xuất. Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái phần tiếp theo. Thì cái bài này chúng ta có 3 câu và thầy sẽ cho mọi người 3 phút cho nó đúng cái quy trình ha. Rồi, ok, 3 phút bắt đầu.
Rồi, ok, mọi người đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Chưa kịp cũng cố gắng đưa ra dựa trên cái dự đoán tốt nhất của mình, bởi vì cái thời gian của chúng ta rất là có hạn ha. Thời gian của chúng ta rất là có hạn. Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta đọc đề trước. Câu 155. Câu 155, what is indicated about tasty smith cereal? Cái điều gì được gọi là đề cập đến khi mà nói về T-Smith cereal là ngũ cốc Tasty Smith. Rồi, what is reported about HFI? Rồi, chúng ta phải chú ý HFI là gì? In which position mark 1 through 3 and 4 does the following sentence best belong? Thì bây giờ chúng ta phải đọc kỹ cái câu này. Yes, as yesterday morning. Nhưng mà với cái gọi là với cái thời điểm, nhưng mà với cái thời điểm là sáng ngày hôm qua. Only vendible and food divers, chỉ có vendible và food divers báo cáo rằng là họ còn một số, họ còn gọi là cái vật phẩm này ở trong kho. Rồi, ok, như vậy đối với lại bốn cái câu này, mọi người lưu ý, mọi người không còn cách nào khác ngoài cái việc chúng ta phải đọc hiểu thật là rõ. Bởi vì ở đây những cái câu là what is indicated và what is reported đều là những câu chi tiết và đòi hỏi chúng ta, và cái chi tiết này nó không có giới hạn vào cái việc nào cả. Nó cái phạm vi của nó là toàn bài luôn. Cho nên chúng ta cần phải đọc toàn bài. Rồi, new tasty mix flavor a big hit. Rồi là cái hương vị mới của Tasty Smith có một cái việc gọi là gây tiếng vang lớn. By Debanish Chadwell là cái người viết cái bài này. Rồi, ở đây thì Port Louis là cái địa điểm ngày 2 tháng 2, 3 weeks ago, 3 tuần trước. Cái này là nói về cái việc 3 tuần trước ha. Heavier Food Industry thì bây giờ chúng ta thấy ok, HFI là viết tắt của Helvetia Food Industry announced the introduction of new flavor of its popular Tasty Smith Breakfast Cereal, có nghĩa là giới thiệu một cái hương vị mới của cái ngũ cốc ăn sáng, hương vị sữa kem dừa. Rồi, coconut cream là nước cốt dừa ha. HFI also announced that the product would be available for limited time only. Cái công ty này cũng công bố rằng là cái sản phẩm này nó chỉ có thời hạn, nó xuất hiện trong thời gian giới hạn. Sending Timmy's enthusiasts, là những cái người hâm mộ cái thương hiệu này, from Argentina to Zambia, từ Argentina tới Zambia, into buying frenzy, có nghĩa là vào một cái cơn gọi là rất là thích mua sắm, là một cái cơn săn đón để mua. All six major grocery distributor here in Mauritius, cả 6 cái nhà cung cấp thực phẩm, gọi là cung cấp đồ, gọi là grocery, grocery là tạp hóa, ở đây ở Mauritius confirm that they had received a large supply of coconut cream Tetmix, có nghĩa là confirm là họ đã nhận được một cái lượng nguồn cung lớn của cái sản phẩm coconut, sản phẩm Tasty Mix nước cốt dừa này. Shortly after the new products were introduced, ngay gọi là ngay khi mà cái sản phẩm mới được công bố vào ngày 8 tháng 1. Rồi, both wholesaler expect it to be gone by end of the day. Cả both là cả hai nhà gọi là cả hai nhà. Ở đây thì chúng ta thấy ở đây nó có một cái thông tin gì đó bị khiếm khuyết. Cả hai nhà bán sỉ wholesaler là expect it to be gone by the end of the day, có nghĩa là cả hai nhà bán sỉ này đều expect là nó sẽ hết vào cuối ngày. Rồi, however, HFI's current campaign là cái chiến dịch hiện tại của HFI is remission of the one was It wait 4 years ago, có nghĩa là làm theo một cái chiến dịch mà đã được khơi nguồn lên từ 4 năm trước, khi mà cái công ty này giới thiệu cái hương vị gọi là strawberry, hương vị ngũ cốc strawberry cinnamon. Rồi, Bina Brida, một cái giáo sư về marketing tại Port Louis Business College. Rồi, Dennis now. Rồi,
giống như lúc đó, giống như bây giờ HFI, SFI công bố cái sản phẩm là được gọi là có sẵn chỉ một cái thời gian, gọi là được tung ra thị trường chỉ một cái thời gian giới hạn, dẫn đến cái việc gọi là cái item này, cái vật phẩm này nó rapid disappearance from sale in grocery store across the globe, có nghĩa là dẫn tới cái sản phẩm này nó biến mất dần khỏi những cái kệ bán hàng ở trên những cái cửa hàng tạp hóa trên khắp thế giới. Vào ngày 5 tháng 4, SFI Accountant, những cái nhà kế toán, những cái người kế toán của SFI này sẽ review, đánh giá lại cái tình hình gọi là doanh thu, earnings ở trong cái quý đầu tiên của công ty, based on initial sale, dựa vào những cái gọi là chỉ doanh số ban đầu. Market Watcher, những cái người mà theo dõi thị trường rất là tin tưởng rằng là SFI expectation will be met, là kỳ vọng của SFI sẽ được gọi là được đáp ứng. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta đọc xong rồi thì chúng ta vào chúng ta trả lời thôi. Rồi, why indicated about Tatey Smith cereal? Rồi, điều gì là được gọi là ngụ ý về cái ngũ cốc của Tatey Smith? They are distributed internationally, là đáp án phù hợp của chúng ta, bởi vì chúng ta nói rằng là ở đây nó sẽ có gọi là điều gì, ngụ ý rằng là Tatey Smith cereal có nghĩa là không chỉ nói về cái dòng này không, mà nói về tất cả những cái ngũ cốc của cái hãng Tatey Smith này, Tatey Mix này. Thì ở đây chúng ta có cái chi tiết rằng là resulting that item rapid disappearance from sale in grocery store across the globe là xuyên suốt toàn cầu, có nghĩa là nó phải được phân phối ở trên toàn cầu rồi thì cái sản lượng nó mới biến mất dần dần trên toàn cầu, là đúng. Rồi, như vậy why is reported about SFI? Rồi, it previously offer a product for limited time only. It previously offer a product for limited time only, thì chúng ta cũng also tìm được ở cái đoạn này, có nghĩa là 4 years ago nó cũng chơi cái trò này, khi mà ra cái hương vị mới nó cũng nói là trong cái thời gian nhất định. Rồi, ok, tiếp theo, in sweet position mark 1, 2, 3 and 4, does the following sentence best belong, thì chúng ta đọc vào bốn cái câu này. Mọi người lưu ý rằng là chúng ta đọc cái đoạn ngay đoạn trước và ngay cái đoạn sau của cái câu để xem coi cái nào nó có kết nối tốt nhất. Thì hồi nãy thầy đã nói rồi, cái khúc số 2 á là cái khúc mà đọc vô nó rất là kỳ, bởi vì ngay cả cái đoạn đằng sau nó đợi both wholesalers, có nghĩa là cả hai, nhưng mà ở đằng trước nó không đề cập tới cái gì cả. Thì ở đây chúng ta đọc cái này chúng ta thấy rõ ràng đúng là hai luôn. Only vendibles and food diverse reported là đúng là hai, những cái này là wholesaler thì nó nói về hai cái thằng này là chính xác rồi. Những cái ô còn lại thì thứ nhất là nó không phù hợp về cái ngữ cảnh. Thì cái phần mà câu mà gọi là điền nguyên một cái câu vào cái lỗ trống này, mọi người muốn thực hành chi tiết hơn thì mọi người vào cái bài giảng mà chi tiết về phần 7 ở trong cái giai đoạn kỹ năng, mọi người xem lại ha. Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha. Rồi, cái đoạn này mọi người cũng sẽ có 3 phút để chúng ta trả lời bốn câu hỏi ha. Khẩn trương lên nào. Chúng ta cố gắng, chúng ta đọc thật là nhanh. Chúng ta đọc hiểu. Chúng ta đọc hiểu thật là nhanh cái đoạn bài của chúng ta. Sau đó chúng ta quay lại, chúng ta trả lời câu hỏi và chúng ta củng cố thêm chi tiết. Thì lúc đó mọi người biết cái thông tin nó nằm ở đâu, chúng ta sẽ dễ dàng làm bài hơn.
Rồi chúng ta đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Chúng ta đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Rồi, ok. Thì cái cách tốt nhất khi mà chúng ta làm bài đọc á là đối với những cái bạn khá là chúng ta cứ đi chúng ta đọc hiểu toàn bài rồi chúng ta vào chúng ta trả lời những cái câu, và dĩ nhiên là trước đó chúng ta cần phải đọc cái đáp đọc cái câu hỏi trước để chúng ta nhớ những cái câu hỏi nó đang đòi hỏi những cái chi tiết nào, để chúng ta khi mà chúng ta đọc lướt qua chúng ta chú ý nó sâu hơn ha. Rồi, ok, còn đối với những cái bạn mà cần gọi là những cái mốc điểm, ví dụ như 550 thầy đã nói rồi, 450, 550, 750 á, những cái mức điểm mà nó gọi là ví dụ như trung bình nè, ví dụ như mức điểm khoảng 500 thì ở cái phần đọc mọi người chỉ cần trả lời 2 trên 5 câu hoặc là 2 trên 4 câu là nó ok rồi. Còn là nếu mà chúng ta cần gọi là mức điểm 550, mức điểm khoảng 650 á, thì chúng ta cần trả lời 3 trên 4 câu hoặc là 3 trên 5 câu. Thì như vậy á, đối với những cái bạn nào á, mà chúng ta cần một cái mức điểm mà thầy nói là nó có một cái sự nhắm tới một cái mục tiêu rõ ràng rồi á, cái mục tiêu đó nó tầm khoảng 550, 650 đại loại như vậy, chúng ta sẽ ưu tiên cái câu hỏi chúng ta trả lời, bởi vì chúng ta sẽ đỡ mất thời gian hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta trả lời hết tất cả những cái câu hỏi thì mỗi bài nó đều có những câu khó và những câu dễ. Thì nếu mà chúng ta ưu tiên trả lời hết tất cả những cái câu dễ thì chúng ta sẽ có khả năng chúng ta đạt được cái mức điểm như mong muốn của chúng ta hơn ha. Thay thay vì chúng ta cố gắng chúng ta trả lời hết những cái câu ở một cái bài đọc, thì thay vào đó chúng ta dùng cái thời gian để chúng ta trả lời hết tất cả những cái câu dễ của tất cả những cái bài đọc, những cái câu khó coi như chúng ta bỏ qua ha. Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc cái này chỉ để chúng ta trả lời ha. Rồi, ở đây á, cái câu hỏi là Why did Smith Lloyd send the letter to Mr. Thomas? Thì ở đây chúng ta sẽ, đây là một câu hỏi tổng hợp thông tin, đòi hỏi chúng ta phải đọc toàn bài, nó rất là mất thời gian ha. Rồi, What did Mr. Lloyd send with the letter? Thì ở đây câu này là một câu hỏi chi tiết và phạm vi hẹp, chúng ta dễ dàng trả lời. Câu này dễ dàng trả lời nè, câu 174. Câu attend, cái cụm attending to gần nghĩa nhất với cái gì? Thì câu này cũng là dễ trả lời. Câu 75 thì một câu hơi khó trả lời, đòi hỏi chúng ta phải đọc toàn bài. Thì nếu mà bạn nào nhắm mục tiêu 550 thì mọi người chỉ cần trả lời đúng cho thầy câu 173 và câu 174 là chúng ta đã đạt được cái mục tiêu rồi. Ok ha. Rồi như vậy bây giờ thầy vẫn sẽ dịch cho mọi người toàn bài để chúng ta đi chúng ta hiểu rõ cái bài này ha. Cái người gửi là ai? Orrin Dell Press là cái tòa soạn báo Orrin Dell. Cái địa chỉ tùm lum la. Rồi cái ngày gửi là ngày 19 tháng 9. Cái người nhận là Mr. Richard Thomas. Rồi. Gửi ông Thomas, chúng tôi ở cái trung tâm báo chí Orendale rất là vui rằng là ông đã đồng ý làm việc với chúng tôi tiếp tục, chờ về cái việc gọi là cập nhật cái quyển sách của ông về cái việc gọi là du lịch toàn cầu và cái hướng dẫn cho những cái người tiêu dùng. Hãy đảm bảo rằng là chúng ta hiểu những cái đảm bảo rằng cái việc đảm bảo rồi cái chỗ này cái rest chúng ta có thể dịch là cái khoảng nghỉ ngơi, hoặc là đây là những cái từ mà họ thêm vào để chứ làm rối chúng ta. Có thể đảm bảo rằng là chúng ta hiểu cái việc gọi là cái sự thay đổi trong cái việc góc nhìn của chúng tôi, sự thay đổi liên tục trong cái việc nhìn nhận trên cái lĩnh vực của chúng ta, và rất là hài lòng rằng là chúng ta có thể điều chỉnh cái hợp đồng trước with us to account for the change, để điều chỉnh những cái hợp đồng có từ trước để gọi là phù hợp với những cái sự thay đổi này. Có nghĩa là đang nói về cái chuyện gọi là ok cái góc nhìn luôn luôn thay đổi về cái lĩnh vực gọi là du lịch này. Nói chung là cái việc gọi là update, cái việc gọi là cập nhật cuốn sách sẽ và gọi là điều chỉnh cái hợp đồng sẽ giúp cho cái phản ánh tốt cái việc thay đổi này. Cái ý chính là như vậy. Mọi người lưu ý khi mà chúng ta gặp
cái đoạn mà biểu chúng ta điền vào chỗ trống á, thì chúng ta cần phải đọc kỹ cái đoạn, cái chủ đề ở đằng trước và đằng sau nó, để chúng ta xác định được xem có cái chủ đề là cái gì. Cái chủ đề đằng trước này là cái chủ đề về cái việc điều chỉnh gọi là hợp đồng. Thì nếu mà cái câu mà chúng ta cần điền điền vào nó liên quan tới điều chỉnh hợp đồng á, thì chúng ta sẽ chọn cho nó phù hợp. Rồi, từ khi mà cái phiên bản gốc của cái cuốn sách Global Traveling nhận được cái sự đón nhận nồng nhiệt từ cái đối tượng mục tiêu, chúng tôi muốn chắc chắn rằng là cái phiên bản cập nhật gọi là đáp ứng một cách trung thành cái những cái nhu cầu và những cái kỳ vọng của cả độc giả mới lẫn độc giả quay trở lại. Cái phiên bản mới này sẽ bao gồm một cái phiên bản kỹ thuật số của cuốn sách của ông, nhằm để cho nó được tiếp cận đến nhiều người hơn và được phân phối rộng khắp cho tới những cái đối tượng độc giả rộng nhất có thể. Thì cái chủ đề ở cái đoạn trước này là cái chủ đề về tiếp cận độc giả ha. Rồi, on order provision of the revised contract will remain unchanged. Những cái điều khoản khác của những cái hợp đồng đều không thay đổi, trừ cái việc gọi là thay đổi về cái việc gọi là phí phí bản quyền mà chúng ta đã được thảo luận. Rồi, ok. Ở đây á, khi mà một cái đoạn nó đứng ở đầu như vậy thì chúng ta mặc nhiên biết cái câu đó là một câu chủ đề của đoạn ha. Rồi, chúng ta xem coi cái chủ đề này nó nói về gì. Cái đoạn này nó nói về cái gì? The updated agreement is enclosed, là cái thỏa thuận mới nhất được đính kèm. Hãy please initial, cái initial này là ký nháy ở những cái đoạn mà được đánh dấu nếu mà ông chấp thuận, và sau đó ký và ghi ngày tháng lên đó. Tôi rất là biết ơn nếu mà ông có thể gửi lại trước tháng ngày 1 tháng 10. À, thêm vào đó thì cái đoạn trước, cái đoạn 4 này sẽ nói về cái chuyện gọi là ký hợp đồng. Ký hợp đồng và gửi hợp đồng. Thì nguyên cái đoạn này nó nói về ký và gửi hợp đồng và thông tin ha. Rồi, if you have not yet return the author information, nếu mà chưa gửi cái thông tin về tác giả thì có thể gửi luôn. Rồi, thank you for attending to this matter in a timely manner. Rất là cảm ơn vì đã chú ý tới cái vấn đề này kịp thời. Timely manner là kịp thời. And for your great contribution to the field of travel publishing. Và cảm ơn vì cái sự cống hiến rất là lớn của ông đối với cái lĩnh vực gọi là xuất bản về du lịch. We value our author. Chúng tôi rất là trân trọng những cái độc giả của mình, những cái tác giả của mình, và rất là vinh hạnh để muốn tiếp tục gọi là ký cái giấy phép về xuất bản cuốn sách ở cả cái định dạng truyền thống lẫn cái định dạng mới. Emerging là mới nổi, ý là muốn nói kỹ thuật số đó. Nếu mà Lee vui lòng liên hệ tôi nếu mà có bất kỳ những cái quan ngại hoặc là những cái thắc mắc gì. Rồi, ok, chúng ta trả lời luôn ha. Câu 172. Why did Smith Lloyd send the letter to Mr. Thomas? Mọi người trả lời cho thầy coi. Thì cái đoạn này gửi là để nói về cái việc hợp đồng. Cả nguyên cái đoạn này chỉ nói về cái chuyện hợp đồng thôi. Thì cái nào không phải là cái hợp đồng chúng ta bỏ. To request that he review a book, không nói về cái chuyện book hết. To inquire about an itinerary, itinerary là một cái lịch trình, không đúng. To determine if he will sign some book, có nghĩa là để xác định rằng là anh ta có ký cái sách hay không. Thì đáp án phù hợp nhất là đáp án D, là to explain a modification to an agreement, để giải thích cái sự gọi là điều chỉnh trong cái agreement, là một cái sự thỏa thuận. Rồi, cái agreement này này nó bằng nghĩa với từ contract. Thì từ đó chúng ta biết là câu 173 ở cái đoạn đầu tiên là the updated agreement is enclosed. Enclosed là đính kèm, thì nó bằng nghĩa với là send with the letter. Thì đáp án là đính kèm là a revised contract. Rồi, câu 174. The phrase attending to có nghĩa là chú ý tới, gọi là
giải quyết cái vấn đề này thì đáp án là planning to go là sai nè, discovering of là sai, being present at là cũng sai luôn. Đáp án phù hợp nhất là taking care of. Rồi câu 175. A new chapter on travel in East Asia also brought much interest. Thì ở đây là một cái chương mới về cái việc gọi là du lịch Đông Á sẽ chắc chắn rằng là sẽ cung cấp thêm nhiều cái sự hứng thú mới. Rồi, ở đây thì cái trong cái đoạn 1, 2, 3, 4 cái chủ đề nào là cái chủ đề gọi là lôi cuốn độc giả mới đúng không? Là thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án chính xác của chúng ta là đáp án số 2 là cái đáp án B của chúng ta, bởi vì cái đoạn này nó nói tới cái việc gọi là lôi cuốn độc giả. Đằng trước thì nó nói là lôi cuốn độc giả bằng cái gì? Đó là The new version will include là cái phiên bản kỹ thuật số để gọi là phân phối dễ hơn và mang đến cho gọi là nhiều độc giả rộng nhất có thể. Thì đáp án phù hợp nhất của chúng ta là đáp án 2, bởi vì nó trùng cái chủ đề. Thì như vậy chúng ta vừa mới làm xong 5 câu này. Thì bây giờ mọi người chú ý dùm cho thầy cái từ vựng. Chúng ta có paradigm là mô hình, thế giới quan, góc nhìn. Chúng ta có từ amend là điều chỉnh và chỉnh sửa ha. Rồi, ok, như vậy mọi người có bất kỳ những câu hỏi, những thắc mắc gì về cái bài này thì mọi người mau comment ra, chat ra hỏi thầy ha. Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nè. Cố lên tất cả mọi người, chúng ta cấu trúc cần chú ý. Chỉ mục đích, in order to do something, in order for something to do something, in order that clause là cấu trúc gọi là chỉ mục đích. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp tới cái bài những cái phần của hai đoạn văn.
Rồi đối với những cái bài mà hai đoạn văn như vậy, rồi khi mà mình vào sửa ha, mọi người đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Rồi bây giờ đối với những cái bài mà hai đoạn văn như vậy, mọi người lưu ý rằng là chúng ta sẽ cần phải chọn những cái thông tin nào để chúng ta đọc, để đưa ra cái để chúng ta chọn cái thông chọn cái đoạn nào chúng ta đọc để chúng ta trả lời được nhiều câu hỏi nhất. Rồi như vậy bây giờ để làm được điều đó chúng ta phải đọc câu hỏi. Why is not suggested about Hedwig? Thì trước cái bước đó chúng ta phải xác định coi là hai cái đoạn văn này liên quan gì với nhau. Đây là một cái thông tin trên website nè, còn đây là một cái email. Rồi, thì ở đây cái thông tin trên website thì nó sẽ nói về Hardwick, và cái thông tin trên email là sẽ nói về cái việc gọi là một cái người gửi email tới. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ Why is not suggested about Hardwick? Thì đây là một cái thông tin chúng ta được, cái câu not suggested là đòi hỏi chúng ta phải đọc rất là kỹ và chúng ta suy luận rất là nhiều. Đây là một cái câu dạng khó. Nếu mà chúng ta làm, chúng ta sẽ làm câu 182. What is indicated about Hardwick? Đây là một cái câu, cũng là một cái câu chi tiết nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải nắm rất là clear. Thì như vậy chúng ta sẽ phải đọc rất là kỹ cái đoạn này để chúng ta trả lời được câu 181 và câu 182. Câu 183. What is the lowest priced canvas item would most likely sell for Hardwick? Thì như vậy bây giờ như vậy chúng ta đọc cái câu 183, chúng ta thấy rằng là ok, đây có thể là một câu hỏi suy luận và chúng ta phải kết hợp cả hai đoạn văn ha. Câu 184, what suggested about Miss Canvas? Thì ở đây chúng ta sẽ xác định ở cái đoạn lá thư này. Và câu 185, what the Mr. Canvas asked about, là chúng ta cũng sẽ trả lời ở câu 185 này luôn. Rồi, như vậy á thì theo thầy á là để hai cái câu mà gọi là nó dễ hơn á, câu 183 thì đòi hỏi chúng ta phải đọc cả hai cái đoạn văn để chúng ta kết hợp thông tin. Câu 184, câu 185 á thì cái dạng câu hỏi nó dễ hơn là câu 181 và câu 182. Thì thầy sẽ đọc cái đoạn lá thư trước. Rồi, to whom it may concern là cái câu này mình gặp khá là nhiều lần ha. Rồi, I have a guitar that was previously owned by Mark Beckham. Tôi sở hữu một cái guitar mà tôi có một cái guitar mà trước đây được sở hữu bởi Mark Beckham. I found your website and thought that Hardwick might be interested in purchasing it for resale. Tôi tìm thấy cái website của bạn và nghĩ rằng là Hathaway sẽ rất là hứng thú để mua lại và bán lại, để mua và bán lại. Cái guitar này được gọi là làm riêng cho Mr. Beckham bởi cái người bạn thân của ông ta là Elizabeth Dangerfield, to celebrate the successful release, để gọi là mừng cái sự ra mắt thành công của cái album đầu tay của anh đấy. Anh ta đem cái để thầy xóa cái đã. Anh ta đem cái guitar này trên cái chuyến đi của anh ta vòng quanh đất nước cũng như là ra nước ngoài. Cái guitar was purchased. Cái guitar này được mua bởi ba của tôi tại một cái cuộc đấu giá từ thiện tổ chức bởi Mr. Beckham 20 năm trước. Rồi, please let me know what's your purchase procedure and whether you buy item upfront or take percentage of the transaction when you resell the item. Có nghĩa là hãy cho tôi biết cái quá trình thu mua, cái quy trình thu mua của ông, và liệu rằng là ông mua đứt luôn cái vật phẩm này hay là muốn chia phần trăm khi mà ông bán được. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu 184, 185 ha. What is suggested about Miss Cavers? Miss Cavers. Rồi, Miss Cavers. Covers này là cái người viết lá thư. She saw Mr. Beckham perform in England. Thì ở đây chúng ta không trả lời được ha. She owned an item made by Miss Dangerfield. Thì anh ta own cái guitar. Cái guitar, bà này có cái guitar.
trước đây được sở hữu bởi Mark Bentham, mà cái guitar này được cái close friend là Miss Elizabeth Dangerfield làm, thì chúng ta có thể kết luận là she owned an item made by Miss Dangerfield, câu 184b. Rồi câu 185, what the Miss Canvas asked about the price of instruments she saw at the store, không đúng ha. The procedure, ở đây có procedure, nhưng mà bả hỏi về cái procedure of việc gọi là mua bán, mua lại, thì cái đáp án chính xác của chúng ta là đáp án the process of selling item to Handewick. Rồi đó là cái quy trình bán cái vật phẩm tới Handewick. Thì như vậy chúng ta dễ dàng trả lời được câu 184, 185 rồi. Rồi, chúng ta sẽ đọc cái đoạn còn lại, cái bài còn lại để chúng ta trả lời những câu hỏi còn lại ha. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc. Hedwig's, the finest musical treasure in London. Cái kho báu tốt nhất về nhạc, về âm nhạc ở London. Rồi, explore and take home some of London's rich history. Explore and take home some of the London's rich history. Khám phá và đem về nhà một số những cái lịch sử, gọi là lịch sử giàu, những cái lịch sử giàu, gọi là một vài cái phần giàu nhất trong cái lịch sử của London. Có nghĩa là một cái sự gọi là giàu về mặt lịch sử ha. The artifact, những cái hiện vật, làm những cái cửa sổ vào cái thế giới gọi là sáng tạo mà làm nên cái tinh thần của âm nhạc London. Cái bộ sưu tập của chúng tôi trải dài từ những cái thể loại nhạc từ rock and roll tới opera, gọi là làm nổi bật lên những cái sự cống hiến tuyệt vời của những nghệ sĩ. The store feature, cái cửa hàng này có những cái nghệ sĩ từ thập niên, từ những năm 1800 cho tới những cái nghệ sĩ mới nổi trên TV hiện nay. Click on the link below, hãy bấm vào những cái đường link phía dưới để xem những cái sản phẩm hiện thời của chúng tôi. Electronic checkout are available, có nghĩa là thanh toán bằng điện tử thì có sẵn. Record nè, thì ở đây nó có record CD tape từ 10 đô trở lên, songbook, size first edition book từ 15 đô trở lên, apparel, quần áo từ 30 đô trở lên, những cái tác phẩm gốc từ 50 đô trở lên, và nhạc cụ từ 100 đô trở lên. We have even more in our shop, chúng tôi còn nhiều thứ nữa hơn ở cửa hàng. Và những cái sản phẩm tốt nhất thường thường gọi là được mua trước khi là được upload lên the web. For full experience, please visit us, để được trải nghiệm tốt nhất thì hãy visit chúng tôi. What's not suggested about Hedwig thì chúng ta xem coi. It has items from many different years, thì ở đây đã nói rồi, đã có những cái sản phẩm từ năm 1800 cho tới hiện tại, thì cái này nó có đề cập nên chúng ta không chọn ha. Its products represent numerous of types of music, thì nó nói là nó đã có từ rock and roll tới opera, thì cái chữ span này là cái chữ trải dài, thì đây cũng là một cái mà đã mention ha. It's guaranteed the lowest price on records and songbook, ở đây chúng ta thấy an up có nghĩa là giá đó là giá thấp nhất, chứ không phải là cái loại cái giá 10 đô, giá 15 đô là giá thấp nhất, chứ không phải là giá cố định, không phải là luôn luôn đảm bảo là lúc nào cái giá đó cũng như vậy. Thì ở đây nó dùng từ guarantee là không sai, không đúng. Như vậy bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta nghĩ cái này là not mentioned, nhưng mà chúng ta đọc tiếp. This feature product from English musician, thì ở đây chúng ta thấy là highlight England great artist contributor, thì đây có nghĩa là chủ yếu là từ English musician là đúng. Thì đáp án chính xác của chúng ta là 181C. Rồi 182, what is indicated about Handewick? Rồi khác với lại cái câu mà not, thì chúng ta sẽ đối với dạng câu nói thì chúng ta sẽ loại những cái thông tin mà đúng, còn đối với dạng là câu indicated
thì chúng ta sẽ loại những cái thông tin sai. It was started by a musician, có nghĩa là cái công ty này, cái Hedwig này sẽ được thành lập bởi một cái nhạc sĩ, không đề cập tới ha. Explain to host performance Mr. by Mr. Beckham, không đề cập luôn. Mr. Beckham là cái thông tin của cái đoạn email. It's advertised concerts, không đề cập. It sell item directly from the website, thì còn cái đáp án này là đáp án khả thi nhất. Thì ở đây nó đã chứng minh bởi cái thông tin là electronic checkout are available, có nghĩa là có thể mua và thanh toán trực tiếp luôn. What is the lowest price Mr. Canvas item most likely sell for at Handewix? Thì bây giờ chúng ta biết được ổng muốn sell cái guitar. Thì bây giờ chúng ta có thể suy luận ha. Chúng ta xem coi guitar là thuộc nhóm gì. Nó là thuộc nhóm nhạc cụ. Và ở đây á, là cái instrument nó bán từ 100 đô trở lên. Thì có nghĩa là cái mức gọi là the lowest price mà cái bà Canvas này muốn bán cho cây đàn thì có nghĩa là phải là ít nhất bèo nhèo nhất là 100 đô. Tại vì cái này nó bán từ 100 đô trở lên ha, có nghĩa là cái mức giá từ 100 đô trở lên thì có nghĩa là bà sẽ bán thấp nhất là 100 đô. Rồi, là mức giá thấp nhất á. Rồi, ok, như vậy chúng ta đã vừa mới thực hiện xong cái bài này. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta có những cái từ vựng như sau. Span là trải rộng, kéo dài. Rồi, genre là thể loại. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục. Chúng ta có auction là cuộc đấu giá. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục qua cái câu này ha. Cái này thì mọi người thấy nó có 3 đoạn văn và nó từ câu 186 cho đến câu 189 ha. Rồi, mọi người tới câu 190 ha. Thì mọi người lưu ý để thầy sẽ chỉnh lại cho nó rõ ràng hơn cho chúng ta ha. Rồi, từ câu 186 cho tới câu 190 ha, mọi người thấy cái nào mà cái viền nó màu cam á là cái phần câu hỏi của chúng ta ha. Rồi, chúng ta có 3 cái đoạn văn, chúng ta có 3 cái đoạn list, schedule and email. Thì chúng ta sẽ có cái nào là cái list nè. Cái đoạn đầu tiên là cái list nè. Cái list là ở bên phía bên tay trái mọi người, ở bên tay phải chứ. Cái email là cái đoạn ở dưới và cái schedule, cái list là cái ở bên tay trái mọi người đầu tiên. Cái schedule là cái ở bên tay phải và cái đoạn email là cái đoạn ở dưới. Chúng ta xác định như vậy ha. Rồi, ok, nếu bạn nào thấy không rõ thì chúng ta có thể tải slide hoặc là tải cái file đề gốc về chúng ta làm thì nó sẽ rõ ràng hơn. Thì trên diện tích này nó nhỏ nên thầy cố gắng thầy nhồi nhét như vậy. Rồi, ok, mọi người cố gắng nha. Rồi, ok, như vậy bây giờ chúng ta cũng sẽ có 5 phút để chúng ta đọc.
Ok, mọi người đưa ra đáp án cho thầy đi nào. Thầy hy vọng rằng chúng ta không bị quá rối mắt vì cái bài này ha. Rồi, ok, thật ra đây là một cái bài khó. Tới 10 câu đầu, 10 câu cuối rồi thì đây là 10 cái câu, những cái câu cuối là những cái câu mà giống như là học sinh giỏi gì đó, dành cho những cái bạn nào mà muốn đạt được cái trình độ từ 800 trở lên thì chúng ta sẽ gặp những cái câu rất là khó. Rồi, ok. Thì ở đây chúng ta sẽ xác định ha. Đầu tiên đọc vài ba đoạn văn. Chúng ta phải xác định coi là cái câu hỏi nào nó thuộc cái đoạn văn nào và câu hỏi nào bắt buộc chúng ta phải đọc liên tiếp những cái đoạn văn để chúng ta xác định ha. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ xác định được chính xác nhất là ở đây chúng ta có câu 187, câu 186, what is one common feature? Cái câu hỏi nó đã khó rồi. Đâu là cái yếu tố chung của tất cả những cuốn sách của cái ông Mr. Chalazi này? Thì bây giờ chúng ta thấy là Book by James Chalazi là một cái list. Rồi, như vậy câu 186 thuộc về cái đoạn này. Câu 187, what book did Mr. Chalazi discuss on BTW radio? Rồi thì như vậy thì câu 187 là ít nhất là thuộc về cái đoạn này, thì có thể là chúng ta đọc xem coi là cái tên của câu này xuất hiện ở đâu, và nếu mà trả lời được thì chúng ta trả lời luôn. Rồi câu 188, what is indicated about Candid Now? Thì ở đây chúng ta thấy Candid Now là một cái show trong trong cái này, và cái câu indicated cũng là một loại câu khó, là loại câu suy luận từ những cái chi tiết, cũng là một câu khó. Câu 189, in the email, the word regular in paragraph 1, line 1 is closed in meaning 2. Rồi, là cái này thuộc về email. Câu 190, what probably true about Miss Ogilvy? Thì Ogilvy. Ogilvy. Thì ở đây chúng ta xác định là cái đoạn email này là Ogilvy. Rồi, ok, mừng quá. Như vậy câu 189 và câu 90 á thì là một cái câu, hai câu dễ nhất thì nó lại thuộc về cái đoạn email, thì thầy đọc cái đoạn email thôi. Ví dụ như những cái bạn nào mà học sinh khá hoặc học sinh trung bình thôi á thì mình cứ đọc cái đoạn email, mình phân tích như vậy, mình đọc cái đoạn email cho thầy ha. Rồi ok, như vậy bây giờ đọc email. Rồi cái đoạn email này cái chủ đề là radio review, review. I discovered BTW radio over 20 years ago and have been a regular listener of your evening program for at least a decade. Thì như vậy regular ở đây thì chúng ta ráp vào thì chúng ta thấy chữ orderly là theo một thứ tự, typical là điển hình và frequent là thường xuyên, là đáp án phù hợp. Regular ở đây bằng nghĩa với từ thường xuyên. Rồi, là một cái người người nghe thường xuyên của show của ông bà, của show của cái chương trình, và tôi muốn nói rằng là how much I enjoy the newest offering, là tôi đã yêu thích cái show mới nhất như thế nào. I have been interested Rồi, I have been interested by many of the author that have been featured on the show so far. Tôi rất là hứng thú tới nhiều những cái tác giả mà đã xuất hiện trên cái chương trình gần đây. Tuy nhiên, cái ngày hôm qua, cái chương trình ngày hôm, cái khách mời của chương trình ngày hôm qua là đặc biệt rất là thú vị. I remember James. Tôi nhớ James từ từ lúc mà anh ta còn là những một cái đứa trẻ. I work with his parents. Tôi làm việc chung với ba mẹ của anh ấy. When they live in New York, khi mà họ sống ở New York, and I recall seeing James and his parents studio, thì nói chung là nhìn thấy James và cái studio. Cái studio có nghĩa là cái phòng studio của ba mẹ của anh ấy hầu hết mọi ngày khi mà anh ấy đi ra khỏi trường về. I was surprised to learn that he's well written about his childhood and I look forward to reading his new book. Thì như vậy bây giờ chúng ta chỉ trả lời được câu 189 thôi, câu 190 chúng ta đọc thử coi. What probably true about Miss Owen Vinh? She has worked in the fashion industry.
cái đáp án này chúng ta không xác định được. She has it, nhưng mà chúng ta có thể xác định được bằng cái là chúng ta loại bỏ những cái sai ha. She has interviewed Mr. Gillespie. Thì ở đây chúng ta nói không có thông tin rằng là bả là đã phỏng vấn Gillespie. Bả chỉ nói là bả gặp bả chỉ nói là bả gặp cái ông này mỗi ngày thôi. She was featured on the TED Talk. Bây giờ chúng ta qua cái TED Talk thì chúng ta đọc, chúng ta đối chiếu lại thông tin với cái TED Talk ở bên cái đoạn BTW Radio này thì không đúng ha. She has a radio program thì càng không đúng, cô ta chỉ nghe thôi. Thì đáp án phù hợp nhất của chúng ta là đáp án 90 A. Thì nhưng mà như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc những cái đoạn còn lại để chúng ta xác định coi rõ ràng có đúng là đáp án 90 A hay không ha. Rồi như vậy bây giờ tới câu 100, những cái câu nào dễ hơn nữa ha. Bây giờ tới câu 187 đi. Câu 187, What book did Mr. Gillespie discuss on BTW Radio? Thì chúng ta scan nguyên một cái đoạn này, chúng ta tìm cái tên Gillespie. Chúng ta thấy ngay cái tên Gillespie xuất hiện ở đây. Host Brittany Jung interview photographer and author James Gillespie about what prompt đã khiến cho anh ta viết, thúc đẩy anh ta viết cái cuốn sách mới nhất về cái thời thơ ấu của anh ta. He shared story about why it was like to grow up in the world of fashion. Anh ta viết cái câu chuyện, anh ta chia sẻ câu chuyện rằng là cái việc mà lớn lên ở trong cái thế giới gọi là thời trang thì như thế nào. Thì như vậy thì bây giờ để mà xác định được cái cuốn sách tên gì ấy, thì chúng ta phải dựa vào cái nội dung của cuốn sách là nói về cái việc mà lớn lên ở thế giới thời trang, và so với lại những cái tựa đề của những cái cuốn sách ở bên này thì nói chung là câu 187 cũng là một câu kết nối thông tin. Rồi, nó cũng không đơn giản ha. Bây giờ chúng ta qua câu 188 coi. What is indicated about Candid now? It was broadcast every morning at 7 o'clock. Đây là một cái đáp án có vẻ đúng nhất bởi vì chúng ta thấy là 7 giờ có cái Candid Show. Rồi, it was recently added to BTW Radio. Câu này chúng ta không thấy ha, không thấy đề cập ở cái đoạn này. It was hosted by Amanda Fry. Thì bây giờ chúng ta xem cái host là Britta Jane thì câu này là sai chắc chắn. It will move to a new time. It will move to a new time. Chúng ta không nghe thấy câu này luôn. Thì như vậy chúng ta có thể kết luận đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, mặc dù là không có nhiều thông tin nhưng mà at least nó có một cái thông tin đúng là nó show vào lúc 7 giờ. Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn cuối cùng, là cái đoạn gọi cái đoạn mà chúng ta chưa đọc qua, là cái đoạn Books by James Gillespie, để chúng ta xác định ha. Thì ở đây chúng ta thấy là The History of Jean, cái lịch sử của quần jean, nơi nào nó bắt đầu. Nói chung là nếu mà chúng ta làm cái bài này theo cái kiểu mà chúng ta đọc hết á, rất mất thời gian, thầy sẽ đi lướt qua cái tựa thôi ha. Look past the runway, nhìn về cái đường gọi là cái đường runway này, là cái đường cái sàn catwalk á. Growing into clothes, my story. Rồi, an amusing memoir about growing up in fashion world. Charlie Dry about his unconventional upbringing in New York with parents who began as fashion model before launching their own design label. Thì ở đây chúng ta xét dựa vào cái thông tin ở cái cuốn sách gọi là Road into Glow này, chúng ta đã trả lời được câu 187 là cái cuốn sách là Growing into Clothes, My Story, bởi vì cuốn sách này nói về thời thơ ấu. Mà thông qua cái này chúng ta xác định được là bố mẹ của ông này làm cái lĩnh vực gọi là fashion, là model, là người mẫu. Thì dựa vào cái thông tin đó chúng ta liên kết tới cái đoạn email là cái bà Calista Ogilvy này là đồng nghiệp của hai cái người này, thì chứng tỏ là bả làm việc ở trong cái ngành fashion luôn. Thì đáp án câu 190A là đáp án chính xác, đã xác định thêm. Rồi câu 186 là một câu quá khó. Những cái bạn nào mà không cần phải gọi là kiếm 800 điểm trở lên thì chúng ta có thể đi qua tiếp những cái câu khác cho nó nhanh. Bởi vì chúng ta phải đọc hết nguyên toàn đoạn này để chúng ta xác định cái điểm chung, và cái điểm chung của nó là về thời gian nha. Là they follow events over multiple years. Nếu mà chúng ta đọc kỹ cái đoạn này, chúng ta thấy tất cả nó đều theo một trình tự thời gian hết. Rồi, thì đó là những cái đáp án của chúng ta.
Rồi, thì bây giờ back lại với câu 188. Thì ở đây á, trong cái quá trình giải, nhiều lúc những cái câu mà thầy đưa ra nó sẽ có một số những cái thông tin bẫy mọi người để xem chúng ta có phát hiện ra hay không. Thì ở đây câu 188, lúc nãy thầy có nói với mọi người rằng là "It broadcasts every morning at 7 o'clock". Thì cũng chưa thấy bạn nào phản đối của thầy, bởi vì là nhiều lúc nhiều bạn chúng ta chưa có đọc kỹ ha. Thì ở đây chúng ta thấy BTW Radio, thì chúng ta thấy là Event Program September 22nd, thì cái thời gian này á là cái thời gian buổi tối, evening program, thì không thể nào mà chúng ta xác định cái đáp án A này là cái đáp án at 7 o'clock được. Mọi người thấy không? Thì như vậy cái đáp án chính xác của chúng ta trong cái câu này thì chúng ta xác định được là những cái thông tin nào là sai chắc nè. Đầu tiên là cái đáp án is broadcasted every morning at 7 o'clock. Thì chúng ta thấy cái này, chúng ta nhìn vào đây chúng ta tưởng như vậy, tuy nhiên chúng ta chú ý tới cái đoạn này ha. Nói chung thì câu 188 khá khó. Rồi, câu C chúng ta cũng xác định được là sai chắc chắn. Thì còn lại câu B và câu D thì chúng ta sẽ xác định như thế nào? Thì chúng ta đọc cái thông tin này. Cái thông tin ở cái này nó chỉ nói về sách thôi, còn cái thông tin của cái email này nó có nói một phần về cái radio, thì nó có nói là "I just want to say how much I enjoy your newest offering", là cái gọi là cái newest offering có nghĩa là cái lời đề nghị hoặc là cái chương trình mới nhất của bạn. Thì cái chương trình mới nhất này nó nói về jam, về jam, jam này là ai? Jam này có nghĩa là jam Joselli. Thì chúng ta xác định cái chương trình mới nhất ở đây là cái chương trình Candid Now. Thì chúng ta cũng xác định được đáp án câu 188 là đáp án B ha. It moves to new time thì không thấy xác định luôn, không thấy đề cập tới luôn. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Thì nói chung là những cái bài này á, thì những cái bạn nào mà level mà cỡ khoảng tầm 650 thì chúng ta chỉ trả lời được một câu thôi. Cho nên là mọi người đừng có cố gắng chi cho nó mất thời gian ha. Nói chung là nếu mà cái bạn nào mà chúng ta xác định là trình độ của chúng ta tầm 650, chúng ta cố gắng đối với những cái này, chúng ta dưới 650 chúng ta trả lời một đến hai câu thôi, câu nào khó quá bỏ qua ha, để chúng ta không quá mất nhiều thời gian.